mèopeo.net, shop Roblox uy tín, chất lượng, nơi các bạn có thể sở hữu hoặc viết chỉ từ 15k, nạp Robux giá rẻ, nhanh gọn và còn rất nhiều dịch vụ hấp dẫn khác. Hãy truy cập ngay mèopeo.net. Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với trên đường mèopeo. Ngày hôm nay mình tìm được một cái bóc tên là Lụt. Lụt kìa, ôi, hình như là nước nó sẽ dâng lên và chúng ta sẽ phải né khỏi, đi tìm những cái chỗ để né khỏi trận lũ bạn ạ. Nghe có vẻ cũng hay nhỉ, không biết. Mình tuổi mèo này, map hay, hợp để chơi với bạn bè. Chúc map được nhiều người tải bạn ạ. Map này cập nhật từ tầm khoảng 1 tháng trước rồi các bạn ơi, mới chỉ có 23 người tải thôi, cho nên tôi cũng tò mò không biết là chơi như thế nào bạn ạ. Hình như mình thấy bạn chủ map có gửi ở trên nhóm gia tộc mèo bé không peo phải không bởi gì ấy. Sao mới có thể chọn đồ bạn ạ. Ok, Lụt thì mình nghĩ mới phải chọn đồ đúng không? Ok rồi. Vẫn mà Lụt thì cầm súng gì ta? Tôi cũng thắc mắc không biết Lụt lại cầm súng làm gì bạn ạ. Mới có thể lấy dụng cụ đúng không? Ok rồi. Ôi, Lụt sẽ tới sau vài giây bạn ạ. Ok, mình sẽ thử mở phòng khoảng 10 người xem mọi người sẽ thử thách chơi cái map chống khỏi lũ lụt này như nào các bạn nhá. Rồi trước khi bắt đầu video, các bạn đừng quên để lại một like, đừng quên chia sẻ cho bạn bè và đừng quên nhấn cái chuông ký ủng hộ mèo bé bạn nha. Ok bạn ơi, mình sẽ lấy một vài block bạn ạ. Ok, lấy block này, lấy đạn bạn ơi, lấy đạn này, số block này. Ok, một cung tên chắc không cần bạn ạ. Rồi, mình lấy xương này thôi. Đó, bây giờ đợi các bạn vào phòng đó bạn ạ. Yo. Ok bạn ơi, mình nghĩ phòng 6 người cũng đủ rồi đấy. Sợ đông quá nó lại hơi bị chật chội, bạn này cũng không to lắm bạn ạ. Alo. Anh em cho phòng nghe rồi bấm cái phím số 1 này các bạn ơi. Alo. Đây rồi. Đây rồi, ok. Map này có tên là thoát khỏi lũ lụt. Khi mà anh bấm bắt đầu thì mọi người sẽ phải lấy công cụ. Cái thế không? Đấy, ở cái phần là chỗ lấy công cụ kìa. Bấm vào phần cửa hàng á, đấy. Lấy công cụ ra xong rồi mình sẽ... Mình không biết, anh không biết làm gì. Cái biểu như là xem mình sẽ gì nhở? Mình dựng đốc à? Đập đốc hay làm một cái gì đó bạn ạ? Để có thể thoát khỏi lũ lụt rồi. Ok rồi, chắc mình sẽ đập đốc bạn ạ. Mình đập đốc thành cam bạn ạ. Đập đốc. Anh ơi, xây nhà hay làm gì bố đi? Chuẩn bị thoát khỏi lũ lụt các bạn ạ. Ok bạn ơi, ôi vườn lá cây rồi chết rồi. Vườn lá cây bạn ơi. Ê, né tí. Mình sẽ xây lên càng cao càng tốt bạn ạ. Ở đây mình không sợ thiếu block bạn nhá, không sợ thiếu block đâu. Mình có thể lấy bao nhiêu được bạn ạ. Mình lấy bao nhiêu block cả chả được. Mình sẽ lấy thêm bạn ạ. Đây, lấy thêm đi. Ok bạn ơi, rồi. Tiếp tục đập block bạn ơi. Thoát khỏi lũ lụt. Ôi. Hình như mình đứng lên càng cao càng tốt bạn ạ. Tôi không biết là lụt sẽ tới bên kia. Ôi, nước đang dâng lên rồi kìa bạn ơi. Ây da. Ây, mình có súng này, không biết súng làm gì nhỉ. Bắn thử không? Bắn thử được không nhá, bắn thử nhá. Ôi, sorry nha, anh test thử thôi. Cái này anh test thử thôi. Ai ngồi bắn được bố. Ê, bây giờ tôi thử. Tấn công người chơi đắt này. Ôi dồi ôi, map này cho quả súng này. Bắn đây. Dấu. Ê, không chơi nha. Ê, đừng có chơi kéo. Ê, đừng có chơi kì gì vậy. Ê, không cấm tắt được à. Ôi, không cấm dùng được bạn ạ. Không cúng dùng được, thôi đừng chơi kéo nè. Anh em đừng có xài kia nè. Bóc lên. Lấy bóc ở đâu á? Ở phần kia, anh em không nhìn thấy cái chữ chỗ lấy công cụ à? Ở bên trái đấy có phần mà cửa hàng đó. Bấm chữ P, các bạn bấm chữ P hoặc là kích vào cái cửa hàng này không? Ở bên trái có phần cửa hàng đây đó. Bấm vô. Trời ơi. Rô. Nào. Ok. Rô nào. Lên đây các bạn ơi. Nước sắp tràn bờ đê kìa. Không biết nước có lên tầm nào bạn ạ. Căng tết à. Vẫn đang hóng đây. Đang hóng, tôi vẫn đang đợi xem là cái nước nó đến đâu bạn ơi. Ôi, các bạn đừng có xài cái nhá, đừng có xài bước xây nhà nữa. Tầm này mình nghĩ cứ tạm dừng lên đi, đứng lên trước đi, đứng lên trước đi, đừng để anh nhá, rất là toang đấy, đứng để anh nhá. Mình hóng, ôi, nước đang dâng lên khá là cao bạn ạ. Wow, căng nha, nước đang dâng lên bạn ơi. Ôi trời ơi. Đây rồi.
Ui, ông kia mấy ông kia đặt bốc kinh vậy. Ui, tôi thấy bạn Pani đẹp dai bị kẹt rồi. Bị kẹt rồi, tôi bảo không nào. Ui, cố lên ơi, nước sắp lên rồi kìa. Cố lên. Ôi, đi rồi. Ok, hai ta. Lên rồi, ê, cái đứa ơi, ê, anh em ơi, phải đặt thêm ơi, hình như nước ở đang dâng lên kìa, đặt thêm ơi, nước đang dâng lên kìa, không ổn đâu, tiếp tục đập block lên, ấy à, mình sẽ tạm thời dừng ở vị trí này, đó, khi nước tràn lên mình đặt tiếp bạn ạ, khi nước tràn lên, ê em ơi, mở rộng căn cứ, khi nước dâng lên chúng ta đặt tiếp. Không phải lo, anh còn dư nhiều block lắm, anh lấy nhiều lắm. Anh đặt lên độ cao tối đa cũng được. Tầm này mình đặt lên độ cao tối đa cũng không có vấn đề gì bạn ạ. Ok. Hợp lý. Ok. Đấy. Để rồi. Ok nha. Để không biết nước dâng đâu rồi. Hiếu pê với anh là gì? Không hiểu. Vì sao anh đả rồi? Với lại đây, giúp gì mà giúp? Có gì mà giúp? À, cần tôi giúp gì mà giúp? Có gì mà giúp? Ở dưới các bạn, à, Kevin à? Tầm hừ nha. Đập đâu tiếp đi Kevin ơi. Đập đâu tiếp đi Kevin. Ôi không cẩu lên được à? Kìa bên trái đấy, trời ơi, có chút trốn lấy công cụ kìa. Mấy ông này không nhìn hả, trời ơi. Bên trái có chữ to đùng đùng, nó chỗ lấy công cụ kìa, nó to như thế. Mà khỏi lấy ở đâu, lấy bốc ở đâu, mấy ông này chứ làm sao bạn ạ. Cái bản hình cái chữ này, nó có chữ chỗ lấy công cụ nó to như thế này. Lại kêu hỏi lấy bốc ở đâu. Ảo thật bạn ạ, sợ thật đấy. Nó có chữ chỗ lấy công cụ to như thế mà con hỏi lấy ở đâu mà đã lại nhở. Chứ hiểu sao mà nè, lại mà nè, trời ơi, lại bị thì chỗ lại ó bơ hay chưa, lại bị giúp phải, để giúp phải đó lên bơ cả không lên à, trời ơi. Ồ, thôi nha, giúp đấy, anh cố giúp ở đây, thôi nha. Ê, anh em đừng xài cái hút bồn cầu nha, đừng xài cái nỏ phản ứng nha, cái này bóp đây. Cái này nhiều khi bóp tim nha, đừng có xài nha. Chứ phải bóp tim đừng xài nha, cấm xài nha. Bây giờ Minua không cho cái cấm vật phẩm nha. Ngày xưa cấm hợp đấy, ngày xưa cấm được, bây giờ ghi là vô hiệu hóa, không hiệu lực, chả hiểu sao bạn ạ. Đấy, ngày xưa cấm được, bây giờ là không cấm được, tôi cũng không hiểu vì sao Minua bỏ cái tính năng này đi. Mình nhớ ngày xưa ở trong phòng chúng ta có thể thích cấm cái vật phẩm nào được mà. Mà trẻ sao bây giờ bỏ đi nhỉ? Không hiểu lắm. Không, bây giờ đâu cấm ở đâu. Bây giờ không cấm được. Ôi, nước còn dâng lên kìa. Ôi, nước còn dâng lên bởi còn 3 phút cơ. Mình nghĩ thắng rồi. Chẳng thua bạn ạ, chẳng thua ở đâu. Này, sao mà thua được. Không thể nào mà thua bạn ạ. Không cách nào mà thua được luôn ạ. Ôi, ô mắt này là cho vào giữa chừng nữa. Với cả mình nghĩ là chủ mắt có thể là cho nước dâng lên nhanh hơn. Đấy, mình thấy nước dâng hơi chậm. So với cái tốc độ đập block của mình thì mình thấy nước dâng hơi chậm nè. Nước dâng là hơi chậm nha. Nếu mà cái map này kết hợp cả bắn nhau, map này sẽ hay hơn nếu như chúng ta kết hợp bắn nhau mà. Đúng đấy, chuẩn đấy. Map này sẽ hay hơn nếu chúng ta kết hợp bắn nhau mà. Đúng. Đúng ra là phải không tấn công người chơi nhỉ. Mở ra bắn nhau vừa phải đập block nó, vừa phải chặn block, vừa phải bắn nhau mà. Nó hay hơn. Đúng. Cho súng điểm gì mà. Cạnh nhìn này. 3, 2, 1. À! Cho súng bể như này này thì đó, thấy không? Cho súng gì hết này? Cho súng bể như này này, bắn đi, bắn đi. Bắn nhau đi. Yo bro. Còn có vài phút thôi mà bắn nhau đi. Còn có 2 phút thôi anh em ơi. Yo bro. Mèo béo nhảy xuống bắn luôn. Yo. À, ở đây. À, bây giờ làm ta. Bắn đi. Ôi, để nữa sao chúng ta? Đại chỉ bắn nhau. Đó, chơi đúng luật map nè. Đây, chúng ta chơi đúng luật của map nè. Chơi đúng luật của map, bắn nhau luôn. Yo, đâu rồi? Bắn đi. À, ai đây nhở?
Em ấy là Hellsi. Ấy là Hellsi. À, Hellsi. Ôm Hellsi bạn ơi. Dạ bù, làm sao? Bắn nhau dưới nước bạn ơi. Cuộc chiến dưới nước. Đây bây rồi. Lấy súng ở trong phần công cụ nha mà. Dành cho bạn nào không biết thì lấy súng ở trong phần công cụ nha. Ê, mình có thể xem một cái nhà không? Tập hợp tư, cho mình để xây cái nhà cái. Bình tĩnh nào, cho xây cái nhà cái nào. Ơ, được này. Ơ, chưa được à? Bình như phải hút bớt cát ra bạn ạ. Ờ, bình như phải hút bớt cát ra sao bạn ạ? Ôi, ồ, rồi đấy. Nếu người chơi theo đúng luật của chủ mã, chúng ta sẽ bắn nhau loạn xạ không đấy? Bắn nhau loạn xạ này thì đâu còn gọi là lũ lụt nhỉ? Đâu gọi là chống lũ lụt đâu mà nó. Chúng ta chơi theo đúng luật của chủ map bạn ạ, là được phép cầm súng cầm kiếm bắn nhau bạn ơi. Đấy, chúng ta đang chơi theo đúng luật của chủ map bạn ạ, bắn nhau tùm lum luôn nó, bắn nhau tùm lum bạn ạ. Tôi cũng không hiểu tại sao nữa, bắn tùm lum này nó. Oxy thì mất đi tùm bạn ạ, oxy mất đi tùm luôn. Chưa hiểu cách chơi của chủ map là ý là như thế nào bạn ạ. Cũng chưa hình dung được. À, hết oxy rồi. Không sống được bạn ạ, không sống được. Không thể nào mà sống kịp bạn ạ. Kiểu gì cũng hết oxy bạn ơi. Trời ơi, đập block cái. Cho đập block cái. Trời ơi. Cho đập block cái coi. Đập block cái coi, căng vậy. Nhưng mà căng vậy. Em đấy không đấy. Đây là cách chơi theo chuẩn của chủ map là chúng ta sẽ bắn nhau loạn xạ. Không biết ở chơi kiểu gì mà mình không biết ở chơi cái kiểu gì nữa đó. Nếu như theo chơi đúng không, mọi người bắn tùm mù bắn nhau loạn xạ hết lên chứ đâu có, đâu phải là map, đâu còn gọi là map gì ở map lũ lụt gì đâu đúng không nè. Thành map bắn nhau loạn xạ hết cả lên này. Mình cũng chưa hiểu là bạn ạ. Ê để mà béo mình có bắn được tôi từ từ nào, đi tìm cái chỗ nút cái nào từ vội gì nhở. Ok bạn ạ, bỏ ra như này đúng không? Ờ cũng thế, nó cũng không hiểu lắm mà hả? Đấy, thấy không? Các bạn kêu là anh mẹp béo sẽ tắt cái tấn công ở chơi đi. Thế tôi tắt đi thì mọi người mới xây được, mọi người mới có thể lập block được. Chứ tôi bật lên mọi người bắn nhau tùm lum luôn. Đó, ok chưa? Cho nên tôi cũng không hiểu lý cái mục đích chính xác cụ thể là chủ map muốn truyền tải là gì bạn ạ. Ok, thôi thì video xin phép được kết thúc thôi. Các bạn có ý kiến gì muốn mẹp béo làm giúp mình nữa thì hãy để lại bình luận phía dưới bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại, bye bye.